Rồi em xin chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả anh em trong mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Chiều nay em lại xả hàng tiếp hai con đó anh em ơi. Con đầu tiên là con Văn Ma Đớp 60. Cái này chạy gió nghe anh em, bữa hổm em có lên sóng một lần á. Bữa nay em thấy tình hình máy nó chạy ra khối. Bữa nay em xả hàng cho anh em luôn. Nhưng mà máy này nó lạ lùng cái, để hồi em quay chi tiết cho anh em nha. Là máy cái mặt gam là bá dê, nhưng mà máy chạy đặng anh em. Là em có mở mặt gam đó em mới biết. Và em cũng thấy nó lạ lùng kỳ cục quá. Em có không hiểu. Lúc đầu về là em tính nó là bá dê thì có mỏ nó lội ra ngoài, thì anh em đơn giản dễ hiểu nha. Mỏ lội ra ngoài. Còn cái này thì ảnh thì cái mỏ lội ra ngoài, nhưng mà bữa hổm là gam đi không được, vừa mới mở tự động ra, mở mặt ra anh trước thì trong cái xài đặng đũa nó lạ lùng vậy nha anh em. Rồi để em báo cho anh em luôn, tình trạng là máy rất là nhạy, nhưng mà chạy nó ra khối gì là em có sao không, giờ vậy nha anh em, em chơi thiệt không à. Thì em cũng báo cho anh em luôn là em xả hàng luôn, dễ về anh em có thời gian anh em chạy qua đây lại cho anh em nha. Rồi vì ngày mai cái là máy nó về, chắc em nghĩ là chắc đây với mệnh là hết chỗ chắc luôn. Rồi mai mới về nhiều anh em ơi, ba mấy gần 40 cái, chắc còn 30 luôn. Rồi để em quay chi tiết cho anh em mình nha. Máy thì chạy em nói anh em là gam đi rất là ok luôn. Mà em không biết có nghẹt nắp thông không, mới ra nhất nè, một điểm nè, đổ hơi còn ti nè, mà chắc chắn 100% với anh em luôn là chạy đạn. Chạy đạn nó mới có dây, nó mở rồi là gì mở trong chạy đạn. Rồi nó nhất như gì là nó đớp 60 anh em, nó ghép nước nè, nó đang mùi vui luôn. Ghép nước rất là đẹp, nóc mà chưa chạy rút chứ, cái bàn ga chưa ghép luôn. Còn mà nó lại, nó ra chạy ra có vui nè. Chưa? Rồi bữa nay em trả hàng luôn. Anh em nhìn thấy khối rồi anh em thấy không? Nó ra lưu rồi. Em cũng đang chạy vô đây cho nó em coi nó bớt không. Nhưng mà em quyết định em trả hàng luôn cho anh em có thời gian thì anh em chạy giùm em. Hoặc là anh em nếu mà thấy về mình dùng sử dụng ít á, thì anh em xài ok bình thường. Còn nếu mà trường hợp mà nó hao nhớt nặng quá thì mình phải ra bạc thôi nha. Còn máy thì nó gì nè, nó gì á, vừa làm em mua nổi. Ơi, nhờ anh nhờ em giùm cái đây, anh nhờ em giùm cái, anh giùm coi. Vừa bây giờ sáng giờ lo sửa máy cho khách anh em ơi, để cho máy cho khách thì không có phụ em quay được. Nhờ em tắt em kiểm tra nhớt cho anh coi. Thừa làm máy này, nói chung là máy này là thừa làm, anh em an tâm nha. 100% với anh em là máy chạy đặng. Nó ngộ lạ lùng với em thấy nó lạ. Em kiểm tra nhớt thì còn không được. Lúc vô ti vô lại. Sợ nhiều khi anh sợ nhớt chứ là sao mà ảnh ra khối quá. Còn nhớt đi. Hả? Không có nhớt rồi. Rồi dù giáo luôn, anh em thấy cái nghề này nó gì đó. Trời ơi, cái này chạy vô đây, chạy vô đây lâu mà quên không kiểm tra này thấy tí rồi, ngày nhất em đổ vô luôn đi.
anh đổ vô đi. Rồi thì em cũng báo giá anh em mình luôn, để thừa đổ nhất vô rồi thừa test máy rồi em báo giá cho anh em mình luôn ha. Còn là hai con rất là đẹp luôn anh em, rất là đẹp mà nó vô cái tình trạng là về nó không còn dạng thì em xả nó luôn. Để lấy tiền em nhập mấy khác, có cái là bán lỗ luôn anh em, mua lô thì có cái gì đó. Giống như cái NF em mua là tại Sài Gòn bé Kim 7.2, về đây bể nắp chụp cò gãy boe luôn, nằm đóng tới giờ cũng không quay được luôn. Cái máy đó là lỗ nhiều nhất đó. Cái máy màu xanh ngay góc đó là nè, đó máy đó lỗ tới xương luôn á. Nó bể cái nắp chụp cò rồi thêm cái bơm nó bị gì nữa rồi. Cái máy đó bể nắp chụp cò với bể cái boe NF á. Ốc kêu quá vậy. Đừng đổ vô luôn hả? Cái máy này mà anh em về bơm nước là tuyệt vời luôn. Nhưng mà em nghĩ bạc đó, một là dính bạc, hai là gãy bạc. Rồi giờ em đắt đi được. Em đắt luôn đi. Rồi em cũng báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái máy này nãy anh em làm chơi thiệt không anh em ơi. Là anh em thấy được quay đó, quay phải đeo theo là nếu mà chạy lâu lâu quá thì anh em đeo theo trực cỡ khoảng 2 vòng. Còn nếu mà anh em mà không có để lâu quá thì sáng anh em đeo chắc cỡ khoảng, em nói không giấu gì anh em nha, cho khoảng 8 đến 10 cái đeo theo, quay bẻ xúc bắp xong rồi anh em đeo theo á là nó mới dậy. Mà máy nó đẹp gì nè, mà chắc chắn 100% với anh em luôn là chạy đạn anh em. Máy này chạy đạn là em bán cho anh em cái máy này là 4.3 triệu, còn phí ship có máy này là em tính anh em là 350.000. Anh em nào làm được alo em nha, rất là ok luôn. Nếu mà máy này mà nếu mà cái mỏ nó không có giống gì á, cái mỏ mà nó là bạc đạn mà nó không có bị tình trạng này là bây giờ nó là 5.7 triệu nha anh em. 60 là trên 5.7 triệu, nó phí ship mấy trăm ngàn nó ra 6 triệu á. Còn cái này em bán rẻ cho anh em mình làm tính anh em là 6.3 triệu, phí ship 350.000 anh em. Còn cái máy này đây nó tới 60, còn số series của nó là 4474 anh em ơi. Cái lốc nó đẹp dữ dằn luôn, nóng rồi 0474. Anh em mà rửa gan cái em nói anh em là cái máy này nó mới lạnh lùng luôn á. Nó gì nè, nó dơ ậy mà nó còn đẹp vậy nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video của em. Cảm ơn em.